Scanfield tiết lộ ba bước đạt được số tiền mình mong muốn rất dễ thực hiện. Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay Lan chia sẻ cái bí kíp mà Lan đã ứng dụng. Ở cách đây 2 năm trước, anh chị Lan đang dùng một cái số tiền và lúc đó thì Lan không có việc làm như thế nào để mình là có thể trả được cái số tiền này. Tại vì lúc đó Lan có ba bé nhỏ, Lan không có khả năng đi làm việc để mà có thể là nhưng mà mỗi tháng tới tháng á, thì ngân hàng á, là đòi tiền, rồi là tiền mình mượn của gia đình này, của bạn bè. Lúc đó Lan chẳng biết làm như thế nào, thì rất là may mắn Lan được gặp một người bạn anh chị và chia sẻ cho Lan biết về từ một cái bí mật, đó chính là luật hấp dẫn. Và Lan đã bắt đầu ứng dụng ba cái bí mật này anh chị, và Lan đã có thể là đạt được cái số tiền mình mong muốn rất là tuyệt vời, rất là vi diệu luôn. Thì bây giờ anh chị nào mình đang mong muốn là mình cũng có được cái số tiền để mình có thể xử lý hay là mình làm một cái điều gì đó, thì anh chị có thể xem hết video này của Lan để mà có thể ứng dụng nhé. Bước thứ nhất đó chính là trong luật hấp dẫn, đó là anh chị hãy yêu cầu, anh chị hãy viết ra cái số tiền cụ thể rõ ràng mà mình mong muốn. Ví dụ như là anh chị đang mong muốn một cái số tiền đó là Lan ví dụ thôi nhé, là 100 triệu chẳng hạn. Thì anh chị hãy ghi ra, ví dụ hôm nay ngày 28 tháng 12 năm 2023, tôi sở hữu 100 triệu lợi nhuận, số tiền 100 triệu lợi nhuận. Và đó là bước thứ nhất, đó là chính là yêu cầu anh chị hát theo cái cú pháp rõ ràng như vậy. Và bước thứ hai đó chính là anh chị tin tưởng rằng luật hấp dẫn đang hoạt động, tin tưởng rằng số tiền này đang tới với anh chị, và anh chị đừng tập trung vào tìm cách nhé. Tại vì nếu như mà anh chị biết cách đó, thì anh chị đã biết lâu rồi, và anh chị đã đạt được rồi. Tại vì mình không biết cho nên là mình mới ứng dụng luật hấp dẫn, và tiềm thức anh chị nó sẽ biết được là cái nguồn lực nào nhanh nhất, nặng nhất và dễ dàng nhất để mà có thể thu hút cái điều mà anh chị mong muốn tới với mình, thu hút cái số tiền mà anh chị mong muốn tới với mình. Nên cái việc của anh chị đó chính là tin tưởng vào vũ trụ, tin tưởng vào luật hấp dẫn. Và bước thứ ba đó chính là đón nhận. Đón nhận có nghĩa là như thế nào? Cái lúc mà Lan đang là chưa dương tiền anh chị thì tất nhiên chẳng có ai vui vẻ hạnh phúc, nhưng mà lúc đó khi mà Lan biết bí mật này thì Lan luôn cho bản thân của mình ở cái tâm trạng, tâm thế đó chính là đón nhận. Đón nhận là như thế nào? Cho Lan hỏi ví dụ anh chị, khi mà giả sử là anh chị đi làm đúng không ạ, thì ví dụ bình thường tới ngày 15 anh chị lãnh lương, thì có phải là tới cái ngày 15 thì anh chị rất là vui, rất là hạnh phúc, rất là phấn khởi để mà nhận tiền, tại vì anh chị tin tưởng chắc chắn rằng cái số tiền đó nó sẽ được công ty gửi qua cho mình, đúng không anh chị? Vậy thì ở đấy anh chị cũng ở trong cái tâm thế đó chính là vui vẻ, phấn khởi, hào hứng, vì anh chị trước sau gì cũng nhận được số tiền này, và chắc chắn là anh chị nhận cái số tiền này. Yes, thì đó chính là cái bước đón nhận. Và để có thể là anh chị hiểu rõ hơn, ứng dụng chuyên sâu hơn về luật hấp dẫn, giúp anh chị đạt được cái mục tiêu nhanh chóng hơn, thì anh chị có thể là nhấn vào cái link nhóm avatar để được Lan chia sẻ hướng dẫn cụ thể hơn về cách đặt mục tiêu và cái cách để anh chị có thể là thu hút số tiền mình mong muốn kỹ hơn nhé. Lan xin chào.